Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022, chiều 20 tháng 7 năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bến Tre Nguyễn Trúc Lâm, đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng lãnh đạo xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Phú Hưng. Đoàn đã đến thăm hộ ông Lê Chí Nhân, ấp Phú Chiến, bà Nguyễn Thị Điệp ấp Phú Hữu, ông Nguyễn Văn Sơn, ấp Phú Chánh, ông Phạm Văn Chấp, ấp Phú Tự. Trước đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cũng đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại xã Nhân Thạnh, thành phố Bến Tre gồm bà Nguyễn Thị Bon, sinh năm 1937, thương binh 4 trên 4, là vợ liệt sĩ. Ông Trần Văn Hoàng, sinh năm 1954, thương binh 2 trên 4, ông Trần Văn Công, con liệt sĩ, và ông Hồ Trí Dân, con liệt sĩ tại các điểm đến thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống kinh tế từng hộ gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến công lao của các thương binh, bệnh binh và gia đình có công với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, gương mẫu, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, năng động trong phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Dịp này, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến đã trao tặng mỗi gia đình một sức quà gồm 1,5 triệu đồng tiền mặt và một phần quà trị giá 500.000 đồng.